Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những Vấn đề Việt Nam trong tuần này. Thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay, tôi xin thưa chuyện về quý vị về cái dự án lấy ý kiến toàn dân đối với cái bản hiến pháp sửa đổi năm 1992 vừa mới được Đảng Cộng sản công bố vào ngày mùng 2 tháng riêng. Và cái kế hoạch lấy ý kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ kéo dài từ mùng 2 tháng riêng cho đến ngày 31 tháng 3, sau đó sẽ được gửi về Quốc hội để chuẩn bị cho một cuộc biểu quyết vào cuối năm nay nếu mọi việc suôn sẻ thì hiến pháp mới của Việt Nam sẽ được ban hành vào cuối năm 2013. Thưa quý vị, cái bản hiến pháp này đã được công bố đã có cái nội dung như thế nào? Cái bản hiến pháp này thưa quý vị gồm có 11 chương, 124 điều. Đối với hiến pháp năm 1992 thì cái hiến pháp mới được sửa đổi sẽ ngắn hơn hiến pháp cũ là 23 điều. Hiến pháp cũ gồm có 12 chương và 147 điều. Đó là một cái sự khác biệt về cơ bản. Tuy nhiên cái nội dung của hiến pháp mới thì suôn sẻ hơn, gọn gẽ hơn đối với cái bản hiến pháp cũ. Nhưng mà căn bản cái vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam có thay đổi cái đường lối lãnh đạo ở đối với cái bản hiến pháp mới hay không. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi vào cái chi tiết cái bản hiến pháp đó, tôi xin chưa chuyện thưa chuyện với quý vị. Đồng thời với cái việc công bố cái bản dự thảo hiến pháp mới thì bộ chính trị cũng đưa ra một cái chỉ thị về vấn đề lấy ý kiến toàn dân. Song song với một cái nghị quyết của cơ hội, nghị quyết của cơ hội cũng nói chi tiết về cái vấn đề lấy ý kiến toàn dân như thế nào. Nhưng mà trước nhất là đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác ngay lập tức nguyên văn lời của ông Nguyễn Phú Trọng như sau. Bộ chính trị đã yêu cầu tất cả đảng viên phải kịp thời đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ, việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước ta. Thưa quý vị, đấy là cái lời cảnh giác trong cái chỉ thị gồm 6 điểm của Bộ Chính trị đã được ông Nguyễn Phú Trọng ban hành. Cùng ngày mùng 2 tháng riêng khi mà bản dự thảo hiến pháp được công bố. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cái điều cảnh giác này? Thưa quý vị, là bởi vì hiện thời ở trong nước đã có những cái phản ứng trong giới trí thức và trong một số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không có hài lòng với cái bản dự thảo hiến pháp. Vì vậy cho nên ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị rất sợ có những cái phản ứng bất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao như thế? Là bởi vì trong cái bản hiến pháp mới, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chiếm trọn quyền lãnh đạo đất nước và cái điều 4 của hiến pháp năm 1992 không hề thay đổi nhưng đã được nới rộng thêm cái quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong cái hiến pháp mới. Vì vậy cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam rất lo sợ có những cái phản ứng bất lợi. Cái vấn đề đặt ra là Việt Nam làm gì có dân chủ. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác là phải đề phòng vấn đề lợi dụng dân chủ để mà phá hoại cái vấn đề trưng lấy ý kiến toàn dân đối với cái bản hiến pháp mới. Thưa quý vị, khi cái nghị quyết cái cái chỉ thị của ông Nguyễn Phú Trọng đã viết tiếp theo như sau. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan tổ chức đối với việc sửa đổi hiến pháp, thi hành hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân. Thưa quý vị, đấy là cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế ra, cái chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải do nhân dân lựa chọn, cũng không phải là của nhân dân và cũng không phải là vì nhân dân như là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường tuyên truyền từ trước cho đến bây giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự chiếm lấy cái quyền lãnh đạo đất nước cho mình và áp đặt cái chủ nghĩa Cộng sản Mark Lenin và điều được gọi là tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để bắt người dân phải đi theo. Cho nên bây giờ, thưa quý vị, ở trên thế giới chỉ còn có bốn nước theo chủ nghĩa Cộng sản, đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Ngoài ra khối liên bang Xô Viết như quý vị đã biết đã bị sụp đổ từ năm 1991 tiếp theo sau hàng loạt sụp đổ của các nước theo chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu từ năm 1989. Vậy mà giờ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải đi theo đường lối của Trung Cộng. Trung Cộng chưa có thay đổi, thì Việt Nam chưa thay đổi. Vì vậy, họ vẫn duy trì cái chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Mark Lenin. Và cái đó là cũng, điều, cũng là một cái điều cơ bản đã được viết trong cái lời mở đầu. Họ gọi là theo ánh sáng của chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh để họ viết cái bản hiến pháp này. Thưa quý vị, đó là một cái sự lý luận rất lạc hậu, lỗi thời chậm tiến của Đảng Cộng sản Việt Nam không có đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi dân chủ và tiến triển tiến triển về tự do nhân quyền trên thế giới. Đấy là một cái điều cơ bản. Thưa quý vị, cái nghị quyết của Quốc hội đưa ra để lấy ý kiến toàn dân đã được thông qua vào ngày 23 tháng 11 năm 2012 ở trong đó có một cái đoạn viết như sau: Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của nhân dân, không để cho các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị, tại sao có cũng sự lo sợ từ bộ chính trị sang tới quốc hội như thế? Như tôi nói hồi đầu, là vì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ sợ khối đa số toàn dân sẽ bác bỏ cái điều 4 mà bản hiến pháp mới đã lập lại những cái điều mà của hiến pháp các hiến pháp trước đây trong đó có hiến pháp năm 1992 là duy trì quyền lực độc tài độc quyền lãnh đạo cho đảng cộng sản việt nam đấy là cái điều đảng cộng sản việt nam và toàn thể quốc hội rất sợ hãi nếu chẳng may mà toàn dân bác bỏ cái điều đó và không chấp nhận cho đảng cộng sản việt nam cầm quyền thì tất nhiên cái đảng cộng sản việt nam sẽ tan rã nhưng mà thưa quý vị cái điều đó sẽ không có bao giờ xảy ra là vì dưới cái sự điều hành của đảng cộng sản việt nam quý vị cũng biết tất cả những chuyện bầu cử quốc hội bầu cử hội đồng nhân dân từ trước cho đến bây giờ vẫn là một cái cuộc bầu cử do đảng đặt ra và bắt dân phải bỏ phiếu vì vậy cho nên tất cả những cái chuyện được gọi là lấy ý kiến toàn dân cũng chỉ là một cái trò dân chủ giả tạo và tôi không có tin là đảng cộng sản việt nam dám phổ biến công khai nếu có những cái điều gì bất lợi cho đảng cộng sản việt nam khi thu nhập được ý kiến toàn dân vào cuối tháng 3 năm nay. Đấy là cái cơ bản mở đầu của cái bản hiến pháp. Thưa quý vị, vậy cái nội dung của bản hiến pháp như thế nào? Như tôi nói ở đầu là vợ họ vẫn duy trì cái điều 4 hiến pháp. Cái điều 4 hiến pháp đó viết như sau thưa quý vị. Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thưa quý vị, đấy là cái điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn hợp thức quá cái vai trò của họ trong hiến pháp, muốn hiến pháp nhìn nhận họ là có quyền lãnh đạo tuyệt đối, có quyền lãnh đạo, thưa quý vị, từ xưa cho đến bây giờ. Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền cho đến bây giờ, chưa bao giờ người dân Việt Nam đi bỏ phiếu chọn Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo đất nước. Đó là một cái điều cốt lõi và ai cũng biết cái điều đó. Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình cái quyền đó và áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam buộc nhân dân Việt Nam phải để cho họ lãnh đạo. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin tiếp tục phần 2 của chương trình.